Hello, xin chào bà con. Thì hôm nay là ngày thứ ba tôi sử dụng đèn để trồng sen trong nhà. Thì nhìn chung thì cây sen chưa gì thay đổi. Theo mình cảm nhận thì cây vẫn chưa có dấu hiệu là thiếu sáng. Tại vì hôm qua mình đo ánh sáng thì nó quá dư. Nó đạt ngưỡng 13.000 lúc ở góc chiếu xa nhất so với diện tích mình để. Thì đây là cái đèn mình xài, cái đèn này tên là Blom Space. Nó có hai chế độ và công suất của nó là 600W, đó là công suất tỏa ra nha bà con, còn công suất thực nó chỉ có 300W mà thôi. Cho nên là tiết kiệm được điện năng nha, nhưng mà cái hiệu năng nó lại đạt hiệu quả rất là cao. Cái góc này mình có thể nới rộng diện tích ra thêm gấp đôi nếu như mình muốn. Tại vì thực sự ra sen đá nó không cần nhiều độ sáng như vậy. Và điều quan trọng là khi bạn trồng sen trong nhà thì các bạn phải thắp sáng liên tục 8-10 tiếng và luôn luôn phải có cái quạt để không khí được trao đổi lưu thông ha. Thì mình sẽ cập nhật thêm về tình trạng, về sự phát triển và cái độ lên màu, form của cây và những tập tiếp theo. Vì cái vấn đề về trồng sen trong nhà bằng đèn thì mình sẽ chia làm nhiều phần. Thì để xem là trong bao lâu, bao nhiêu ngày cây sen sẽ cho ra được cái màu tuyệt vời nhất. Khi đó sẽ giải quyết được cái vấn đề mà các bạn trồng sen ở xứ nóng nó không được lên màu tốt. Nhìn xuyên qua cái màu này thì là con sẽ nhìn không rõ được cái màu, nhìn ảo lắm, nhưng mà khi đưa ra ngoài trời sẽ khác. Các đỉnh vẫn đang phát triển rất là chậm chạp, đều đặn, không có bị ngồng lên hay là bị kiểu như bị thiếu sáng á, không bị tình trạng đó nha. Thì do là mình đang test cái vấn đề sự phát triển của cây nên mình cái dàn cây này mình đã chuẩn bị cây trồng ngoài trời, bộ rễ đã ổn định rồi nha bà con. Thì sau cái đợt ép màu và test cái độ phát triển của cây trong nhà này, mình sẽ test tiếp cái vấn đề ươm lá, trồng cây, thay đất trong nhà nha. Ok. Tổng quan cái khu vực trồng sen, mọi người có thể lắp đặt thời gian vào ban đêm hoặc ban ngày, và những lúc mình không có ở nhà hoặc mình đi ngủ để tránh làm xáo trộn cái giờ giấc sinh hoạt của mình ha. Tại vì cái đèn này nó thực sự ra tốt cho cây nhưng mà không tốt cho mình nha mọi người. Nhìn nhiều sẽ bị cận đó nha. Bà con phải có cái kính đặc biệt chống tia UV, chống khúc xạ. Thì do là ban ngày mình
đi làm cả ngày ở nhà ít khi có ở nhà nên mình để ban ngày luôn. Ban đêm thì cần sự yên tĩnh tại vì cái đèn này nó có hệ thống tản nhiệt rất là ồn. Ok, hôm nay mình nói tới đây thôi. Hẹn bà con vào 2 ngày sau ha. Mình sẽ cập nhật cái tình hình cây trong nhà cho bà con coi.